Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chủ đề về hệ cơ nhé. Đây là phần thứ 14 mà chúng ta sẽ nói về cái nhóm cơ có tên là các cơ xoay đùi ngắn. Thì nhóm cơ này gồm 6 cơ. Chúng tác động lên cái khớp hông hoặc là khớp háng của chúng ta. Cơ đầu tiên là cơ hình lê. Thì trước khi mà nói về cơ này thì chúng ta phải tìm hiểu hai cái dây chằng này. Dây chằng thứ nhất là dây chằng cùng gai ngồi, chạy từ xương cùng đến gai ngồi, tên là sacrospinous ligament. Nó sacral xương cùng, spinous là cái gai. Còn dây chằng thứ hai là dây chằng cùng ụ ngồi, chạy từ xương cùng đến cái ụ ngồi, sacral tuberous ligament. Hai cái dây chằng này bắt chéo nhau và tạo thành lỗ ngồi lớn ở bên trên và lỗ ngồi bé ở bên dưới. Thì cái cơ hình lê ấy, nó xuất phát từ cái mặt trong hoặc là cái mặt chậu của cái xương cùng này, cùng với một phần của cái dây chằng cùng ụ ngồi và thoát ra ngoài qua cái lỗ ngồi lớn này. Cái điểm quan trọng là nó thoát ra cùng với cả cái dây thần kinh tọa, do đó nên là trong một số cái trường hợp của đau thần kinh tọa thì chúng ta cần quan tâm đến cả cái cơ hình lê này nữa. Sau khi thoát ra ngoài thì là nó bám vào một cái cấu trúc gọi là mấu chuyển lớn, cụ thể là cái đỉnh hoặc là cái bờ trên của mấu chuyển lớn, nó là nguyên ủy và bán tận. Khi mà nó co thì nó sẽ tạo nên cái chuyển động của cái xương đùi, lát chúng ta sẽ nói. Còn tên của cái cơ này là piriformis, piriformis, trọng âm rơi vào for. Bây giờ là chuyển động đầu tiên thì đương nhiên là xoay rồi, bởi vì là cơ này thuộc cái nhóm là các cơ xoay đùi. Chuyển động này là xoay đùi ra ngoài và chúng ta gọi là hip lateral rotation. Chuyển động này thì nó chung cho tất cả các cơ của nhóm này. Còn chuyển động thứ hai là cái chuyển động mà dạng đùi ra, gọi là hip abduction, dạng đùi. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một cặp cơ có tên là cơ sinh đôi, có một cái trên một cái dưới. Khi mà viết số nhiều thì chúng ta có cái từ là gemelli, gemelli. Còn khi mà viết số ít thì chúng ta phân biệt là cơ sinh đôi trên thì nó là gemellus superior, còn cơ sinh đôi dưới là gemellus inferior. Superior và inferior chúng ta đã học rồi. Gemellus nó là cái dạng số ít của cái cơ này. Nguyên ủy thì nó, cái cơ sinh đôi trên này nó chính là cái gai ngồi, còn cái cơ sinh đôi dưới là nguyên ủy, nó là cái ụ ngồi, nó mé trong. Đó. Còn bán tận thì nó vẫn là cái mấu chuyển lớn, tuy nhiên không phải là đỉnh nữa mà là cái bờ trong của mấu chuyển lớn. Đó. Khi mà nó co thì nó sẽ tạo nên hai cái chuyển động cũng giống như là cái cơ hình lê. Thứ nhất chính là hip lateral rotation, nó là xoay đùi ra ngoài. Còn cái chuyển động thứ hai chính là dạng đùi, hip abduction. Đó. Thế ngoài ba cơ này ra thì các cơ còn lại của cái nhóm này thì nó chỉ tạo ra một chuyển động thôi. Chúng ta sẽ đến với cơ tiếp theo, đó là cơ vuông đùi, quadratus femoris. Quadratus, chúng ta gặp cái từ này rồi ở trong cơ vuông thắt lưng, thì nó chính có nghĩa là vuông. Quadratus lumborum có nghĩa là vuông thắt lưng. Ở đây là quadratus femoris. Femoris là liên quan đến đùi. Cái cơ, cái xương đùi này, tên tiếng Anh của nó là femur. Đó. Nguyên ủy thì nhìn đây chúng ta cũng thấy là nguyên ủy chính là cái ụ ngồi này, tuy nhiên nó là cái bờ ngoài. Đó. Còn bán tận thì cái cấu trúc này chúng ta có gọi là mào gian mấu. Đây. Mào gian mấu tức là nó liên kết cái mấu chuyển lớn xương đùi với mấu chuyển bé xương đùi, mào gian mấu. Cụ thể hơn thì trên cái mào gian mấu này nó có một cái chỗ gọi là nhô lên hơn một chút, chúng ta gọi là quadratus tubercle. Thì tubercle nó có nghĩa là cái củ, một cái lồi ra. Còn quadratus thì là hình vuông, thì theo mình thấy thì không phải tại cái củ này nó hình vuông mà người ta đặt tên là củ vuông, mà bởi vì là cái củ này là nơi bám của cơ vuông đùi nên người ta đặt tên như vậy. Về chuyển động thì cơ này chỉ tạo nên chuyển động rotation thôi, xoay đùi ra ngoài, hip lateral rotation. Tiếp theo thì chúng ta đến với cả cái gọi là cơ bịt trong, đó, obturator, obturator, có nghĩa là liên quan đến cái lỗ bịt. Đấy, còn internus thì cũng thường gặp rồi, nó có nghĩa là bên trong. Đó. Thế thì tại sao lại có cái từ là bịt này? Bởi vì là cái điểm xuất phát của nó ấy, nó chính là cái này, nó gọi là màng bịt. Đây, cái lỗ này gọi là lỗ bịt và bên trong này nó có một cái lớp gọi là sơ sợi, thì chúng ta gọi là cái màng bịt, là membrane. Membrane, tất cả, hầu hết các cái màng thì đều là membrane, kể cả là màng cứng, màng nhện, màng mềm hay là màng nhĩ của tai thì cũng là membrane. Thì đây cũng là membrane. Và cái màng bịt ấy thì chúng ta gọi là obturator membrane.
Đó, thì cái cơ này thì nó xuất phát từ cái mặt trong của cái màng bịt này. Đó, bên trong này là bên trong khung chậm, mặt trong của màng bịt cộng với là các cái viền xương ở xung quanh và nó chạy ra bên ngoài. Đấy, xong rồi nó vắt và nó bắt vào cái chỗ gọi là cái bờ trong của cái mấu chuẩn lớn. Đó. Thì cái cơ này nó chính là nằm xen giữa cái cơ hai cái cơ sinh đôi. Về chuyển động thì cũng tương tự là nó tạo ra chuyển động là rotation, tức là xoay đùi ra ngoài. Rồi cái cơ mà đi bắt cặp với cả cái cơ bịt trong thì chính là cơ bịt ngoài. Đó. Obturator externus. Thì nguyên ủy của cái cơ này nó là nằm ở cái bờ ngoài, cái mặt ngoài của cái màng bịt. Đó. Và nó sẽ chạy. Nó chạy và nó bám vào cái chỗ mà cái chỗ này thì nó cũng nằm sát ở cái mấu chuyển lớn, nhưng mà chúng ta có một cái tên khác cho nó gọi là hố mấu chuyển. Đây là mấu chuyển lớn, đây nó có một cái hố. Đó. Chỗ này nó chính là hố mấu chuyển, hoặc chúng ta gọi nó là trochanteric fossa. Fossa này là cái hố. Đây, đây là bám tận của cái cơ bịt ngoài. Khi mà cơ bịt ngoài này nó xoay thì cũng tương tự, nó tạo ra cái chuyển động gọi là xoay đùi ra ngoài. Đó. Đó là hip lateral rotation. Thì đây là cái cơ bịt trong và cơ bịt ngoài. Trong và ngoài này tức là trong của cái màng bịt và ngoài của màng bịt. Còn đây là hình ảnh của 5 trong số 6 cái cơ mà chúng ta đã nhắc đến ngày hôm nay. Đó, cơ hình lê này, cơ sinh đôi trên, sinh đôi dưới, rồi cơ bịt trong và cơ vuông đùi. Còn cái cơ bịt ngoài thì là bị che đi rồi, chúng ta không thấy ở đây. Đó. Thế thì bài hôm nay cũng tương đối là dài, thì bao gồm 6 cái cơ của cái nhóm cơ xoay đùi ngắn. Đó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.